Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món bánh mì ngọt của Mexico. Đó là món bánh Pavarotti Coffee. Pavarotti thì mình làm cũng như những loại bánh mì khác thôi. Điều đặc biệt ở đây, bánh được phủ lên một lớp bột cà phê. Khi bánh nướng lên, hương thơm của cà phê sẽ lan tỏa khắp gian bếp nhà bạn. Vỏ bánh rất giòn và thơm, phần ruột của bánh thì mềm xốp. Cách làm thì cũng đơn giản, không quá khó. Mọi người vào bếp và làm món bánh Pavarotti cùng mình nha. Mình có 90g sữa tươi không đường, 15g đường, 1 quả trứng gà, 1/2 muỗng cà phê muối. Mình khuấy đều cho hỗn hợp trứng được hòa quyện với nhau. Tiếp theo mình cho 3g men vào, khuấy đều men. Rồi cho tiếp 180g bột mì số 13 vào. Bây giờ mình sẽ trộn cho hết bột khô. Trộn bột xong, mình dùng khăn đậy và cho bột nghỉ 10 phút. Sau 10 phút, bột đã hút nước. Tiếp theo mình cho bột ra bàn và nhồi bột. Mọi người rắc một ít bột mì làm bột áo nha. Mình nhồi sơ bột rồi cho 15g bơ lạc vào. Bơ mình để mềm ở nhiệt độ phòng. Khi cho bơ vào rồi, bây giờ mình sẽ nhồi cho bơ và bột hòa quyện với nhau. Mình nhồi bột khoảng 15 phút, thấy bột mịn và không còn chín tay nữa. Bây giờ mình sẽ cho bột vào tô, đậy kín rồi ủ bột nở gấp đôi. Sau 1 giờ bột của mình đã nở đạt. Mình cho bột ra bàn trở lại và nhờ sơ bột chừng 2 phút để bột hết bóng khí. Tiếp theo mình cân và chia bột làm 6 phần bằng nhau. Chia bột xong, mình sẽ phê tròn bột. Mình làm lần lượt cho hết số bột còn lại, rồi dùng khăn đậy và để bột nghỉ thêm 10 phút. Bột nghỉ đủ thời gian, mình cho thêm 5g bơ lạc vào giữa. Bơ có tác dụng làm cho ruột bánh khi nướng không bị khô. Mình túm các mí bột lại với nhau, vê tròn và cho bột ra khay. Khi tạo hình cho bột xong rồi, mình dùng khăn đậy bột, mình sẽ ủ bột thêm 60 phút, hoặc khi thấy bột nở gấp đôi là được. Trong thời gian chờ ủ bột, mình sẽ làm tóp tinh cà phê nha. Mình có 5g cà phê đen hòa tan, cho 1 muỗng rưỡi canh nước nóng vào. Mọi người khuấy đều cho cà phê được tan. Tiếp theo mình có 15g bơ lạc. Bơ được để mềm ở nhiệt độ phòng. Mình sẽ dùng phới tán cho bơ mịn. Tiếp theo mình cho 30g đường bột vào. Mình trộn cho đường và bơ hòa quyện với nhau. Ở đây mình có một lòng đỏ trứng gà. Mình cho thêm 1 muỗng canh sữa tươi không đường. Dùng nĩa đánh tơi cho trứng và sữa hòa vào nhau. Mình chia hỗn hợp trứng ra làm 3 lần khi cho vào bơ. Mỗi lần như vậy, mình khuấy cho hỗn hợp đồng nhất. Mọi người tiếp tục làm lần lượt cho hết số trứng còn lại. Khi thấy bơ và trứng mịn, mình cho tiếp cà phê hòa tan vào. Mình sẽ khuấy cho cà phê hòa quyện vào hỗn hợp.
Cuối cùng mình cho 30g bột mì số 8 và 5g bột sữa vào. Khi cho bột vào rây, mình chia bột làm 2 lần, khuấy đều cho hỗn hợp cà phê và bột mình là được. Tiếp theo mình cho hỗn hợp cà phê vào túi bắc kem, có thể bảo quản ngăn mát tủ lạnh. Khi cần dùng, mình lấy ra trước 15 phút cho hỗn hợp mềm sẽ dễ sử dụng hơn. Phần bột của mình đã nở, bây giờ mình sẽ phủ hỗn hợp cà phê lên mặt bột nha. Mọi người phủ cà phê theo hình xoắn ốc, mình đi cho các vòng tròn đều nhau. Phần phủ cà phê này mình làm vừa đủ cho 6 bánh luôn nha mọi người. Sau khi phủ cà phê cho bánh xong, tiếp theo mình cho bánh vào lò nướng. Mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C trong 22 phút. Đây là bánh của mình vừa nướng xong. Bánh trông đẹp và rất thơm. Vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh ta Parotti Coffee rồi. Bánh thơm ngon, có lớp vỏ cà phê giòn và ruột bánh rất mềm xốp. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. BB cả nhà. Mãi yêu.